bây giờ bạn chia sẻ xem bạn làm như thế nào để có một cái đơn hàng đầu tiên trong lớp học như thế này và chia sẻ cho cả lớp nghe. Thì phục việc của cô đó chính là cứ làm theo từng bước lên Google Translate, tạo tài khoản Google Ads. Mình cũng chưa xài Google Ads bao giờ nhưng mà do mình tạo thôi. Rồi xong mình tìm được từ khóa, mình tạo từ khóa này mình đang test thử cho em gái của mình về một cái từ khóa chính là in hình lên ly. Em gái mình nó ở dưới Biên Hòa nó làm đó, của mình tự tạo một fanpage như vậy. Cái việc là cứ làm theo từng bước như vậy và lúc đấy em điền thông tin và doanh nghiệp của mình hay điền số điện thoại email gì đấy về xong phần thông tin fanpage và chỉ xong ở xong sau khi em khoảng 10 giờ bốn mấy á, thì em sẽ chia sẻ cái quyền admin cho một cái nick phụ của em, bút phụ của em thứ hai. Và chỉ khoảng vài phút sau tự nhiên thấy có một tin nhắn đến là cho mình hỏi giá của sản phẩm. Mình rất là bất ngờ, rất là bất ngờ với cái điều đấy. Chẳng nhẽ trong vòng vài phút mà có người ta chọn như vậy. Bởi vì khi mình xài Google Translate thì cái từ khóa gọi là từ khóa chính nó sẽ gọi là lượng search rất là nhiều. Nhưng sau khi mình cú cài xong cái tên của fanpage đó, tự nhiên nó lên, chắc là lên top hay sao là bạn có thể sở ra và bạn đặt hàng cho mình luôn. Thì rất là vui mừng, mình chạy lên báo cho anh Tuấn ngay kết quả. Điều đó quá tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn.